Dani Alves trở lại Barca. Barca đạt thỏa thuận đưa hậu vệ cánh Dani Alves trở lại sân Camp Nou hôm 12 tháng 11, theo yêu cầu của tân huấn luyện viên Xavi Hernandez. Dani Alves sẽ tham gia tập luyện cùng toàn đội từ tuần tới và bắt đầu thi đấu từ tháng 1 năm 2022. Câu lạc bộ sẽ thông báo chi tiết tại buổi ra mắt của anh ấy với tư cách một thành viên mới của Barca, thông báo của đội bóng xứ Catalonia viết. Alves tự do từ tháng 9 khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng quê nhà Sao Paulo. Theo báo Tây Ban Nha S, trước khi bắt ngỏ lời, Anvet đã đàm phán với Luminense. Anh đổi ý khi biết đồng đội cũ Xavi Hernandez muốn tái hợp tại Barca. Huấn luyện viên Xavi muốn Anvet có mặt để dìu dắt các đàn em tại Barca. Anvet từng gắn bó với Barca 8 năm, chơi 391 trận, giành 23 danh hiệu. Dù lúng tuổi, hậu vệ này vẫn là trụ cột giúp Brazil giành huy chương vàng Olympic Tokyo hè vừa qua. Barca đang có hai hậu vệ phải là Sergi Noze và Sergi Roberto nhưng họ đều thiếu kinh nghiệm đỉnh cao. Chiêu mộ Anvet cũng giúp Barca tiết kiệm chi phí, phù hợp với quỹ lương hạn hẹp của đội. "Nếu Barca cần, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở lại." Anvet nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport tháng trước, khi tới xem trận Barca gặp Dynamo Kid ở Champions League, tình yêu và sự tôn trọng tôi dành cho Barca rất lớn. Barca chỉ cần một cuộc điện thoại để có tôi, tôi nghĩ bản thân vẫn đóng góp được về chuyên môn dù ở bất cứ đội nào. Ở Barca, tôi có thể đóng góp nhiều hơn.